Vừa qua tại tỉnh Hưng Yên, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất ống nhựa tiêu chuẩn Đức Straumann. Straumann Việt Nam là nhà máy sản xuất ống nhựa đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn nhà máy sản xuất ống nhựa Đức, có hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ với tổng số vốn đầu tư 70 triệu đô la Mỹ, công suất thiết kế 24.000 tấn một năm. Nhà máy được xây dựng thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất năm 2016 có tổng vốn đầu tư 35 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2017 sẽ hoàn thiện bộ máy vận hành với tổng giá trị đầu tư là 35 triệu đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu xây dựng 20 tổng kho tại miền Bắc và miền Trung, sản lượng dự kiến 20.000 tấn, doanh thu 1.000 tỷ đồng. Tân Á Đại Thành luôn ý thức sâu sắc về sự phát triển của doanh nghiệp phải đi kèm với trách nhiệm xã hội. Vì vậy, nhân sự kiện khánh thành nhà máy, tập đoàn đã trao tặng 5 nhà tình nghĩa dành cho các hộ gia đình chính sách của tỉnh Hưng Yên, mỗi căn nhà trị giá 200 triệu đồng.